Và trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái nhóm hàm mới nữa, đó là nhóm hàm logit. Thì ba cái hàm đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là hàm and, or và not. Thì hàm and chức năng của nó sẽ là trả về cái giá trị true nếu như tất cả các đối số của nó đưa vào đều là true, còn ngược lại chỉ cần một cái đối số là false thì sẽ trả về false. Nó các bạn thấy cú pháp đây and và đưa vào là đối số của nó là những cái biểu thức logit các bạn, những cái biểu thức logit ít nhất là một. Thì cái biểu thức logit có nghĩa là biểu thức trả về cái giá trị của cái biểu thức đó là đúng hoặc là sai các bạn. Biểu thức logit là cái biểu thức nó chỉ có hai giá trị đúng hoặc là sai. Rồi giờ chúng ta sẽ xem cái ví dụ and. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây những cái biểu thức logit và chúng ta xem coi cái hàm and này nó hoạt động như thế nào. Ví dụ như cái biểu thức logit đầu tiên là tôi nói là một lớn hơn hai, rồi biểu thức thứ hai đó là tôi nói là hai bằng hai, và biểu thức thứ ba đó là bốn nhỏ hơn năm. Rồi bây giờ chúng ta xem cái hàm and có ba đối số như thế này, là ba cái biểu thức logit, thì cái kết quả của nó trả về cái gì? Các bạn thấy nó sẽ trả về, thấy rồi, trả về false. Đó. Thì tại sao là false? Chúng ta đi phân tích. Đối số thứ nhất một lớn hơn hai, đúng hay sai các bạn? Sai. Đối số thứ hai hai bằng hai là đúng. Đối số thứ ba 4 nhỏ hơn 5 là đúng. Như vậy trong cái hàm and này biểu thức này sai, hai cái còn lại đúng, thì như vậy là nó trả về sai con, đúng chưa các bạn? Chúng ta xem định nghĩa nó đây, hàm and sẽ trả về true nếu như tất cả các đối số này tất cả là true, tức có nghĩa là tất cả là đúng á, thì nó mới trả về đúng. Chỉ cần tồn tại một cái sai thì nó trả về sai. Do đó cái hàm and này nó có một chỗ sai, một cái biểu thức sai thì nó trả về sai, nắm giữ không ạ? Rồi tiếp theo là cái hàm or. Hàm or thì các bạn thấy nó hoạt động ngược lại với hàm and. Hàm and thì tất cả đúng nó đúng, còn hàm or thì tất cả sai nó mới sai. Cú pháp thì các bạn thấy nó tương tự, được chưa? Tức là cái đầu vào vẫn là những cái biểu thức logic hàm or đó, tất cả sai mới sai, còn chỉ cần một cái đúng sẽ đúng. Ví dụ như này, tôi copy lại công thức này thì các bạn thấy đó, hàm o này thì dĩ nhiên nó trả về cái gì các bạn? Trả về đúng hiển nhiên rồi, tại vì nó tồn tại tới hai cái đúng, mà trong hàm o chỉ cần duy nhất chỉ còn một cái đúng là nó đúng. Nói như vậy các bạn thấy hàm o sẽ như trùng đó, nó chỉ sai khi nào tất cả đều sai. Ví dụ như tôi nói là hai lớn hai chẳng hạn, đó, bốn lớn năm chẳng hạn. Rồi các bạn thấy ba cái này nè, ba biểu thức này đều sai hết rồi, giờ enter nó sẽ ra sai, được chưa? Đó thì hàm o các bạn thấy nó ngược lại với hàm em. Rồi cuối cùng là cái hàm not. Thì hàm not ở đây các bạn hiểu đơn giản là nó phủ định lại cái giá trị của cái biểu thức đưa vào, và nó chỉ có một đối số thôi nha, một đối số thôi. Đối số của nó cũng là cái biểu thức logit, nó phủ lại, có nghĩa là biểu thức logit này đúng thì nó của đúng là sai, còn biểu thức này sai thì nó là đúng. Chúng ta thử nó ví dụ như là 5 bằng 6, rõ ràng biểu thức này sai, đúng chưa? Cái biểu thức logit này sai thì nó của sai sẽ là đúng. Đó. Tương tự như vậy, nếu như 5 nhỏ hơn 6, cái này là đúng thì ngược lại của đúng sẽ là sai. Đó, rất đơn giản. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những cái hàm này để chúng ta làm cái ví dụ dưới đây. Ở đây chúng ta có cái bảng dữ liệu. Đó, ở đây chúng ta có bảng dữ liệu. Và chúng ta còn cột khen thưởng đang trống à. Yêu cầu điền vào cột khen thưởng. Đó, nếu như có khen thưởng thì ghi true, ngược lại thì ghi false. Có khen thưởng thì ghi true, ngược lại ghi false.
Thì bạn thấy khi nào được khen thưởng? Thứ nhất, học sinh được khen thưởng nếu như không có môn nào dưới 8, không có môn nào dưới 8, hoặc là học sinh được điểm 10 môn toán. Thì ở đây các bạn thấy khen thưởng nó có hai trường hợp, tất cả các môn đều lớn hơn 8, không dưới 8, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 8, và trường hợp nữa đó là được điểm 10 môn toán. Và hai trường hợp này nó có đồng thời không các bạn? Không đồng thời. Rồi như vậy khi mà chúng ta gặp trường hợp không đồng thời, chúng ta sẽ sử dụng cái hàm OR. Nhớ nha, trường hợp không đồng thời sử dụng hàm OR. Và tiếp theo chúng ta phân tích trong cái điều kiện thứ nhất. Không, cái điều kiện là không có môn nào dưới 8, thì đây chúng ta có tới ba cái cột điểm. Không có môn nào dưới 8 có nghĩa là toán lớn hơn 8, lý lớn hơn 8 và quá lớn hơn 8. Được chưa? Trong cái điều kiện này nó lại có ba cái điều kiện con ở trong, và ba điều kiện con này nó như thế nào? Đồng thời, đúng chưa? Tức là anh này phải lớn bạn, và anh này cũng phải lớn, và anh này cũng phải lớn, được chưa? Đó, như vậy chúng ta xác định được cái hàm lớn nhất ở ngoài, hàm bao ở ngoài đó là hàm O. Rồi cái điều kiện thứ nhất đó là không có nào dưới 8, có nghĩa là ba cái điều kiện này đồng thời này nè thì sử dụng hàm and. Điều kiện thứ nhất, toán lớn hơn hoặc bằng 8. Điều kiện thứ hai, lý lớn hơn hoặc bằng 8. Điều kiện thứ ba, quá lớn hơn hoặc bằng 8. Xong. Đó, một điều kiện. Được chưa các bạn? Rồi điều kiện thứ hai đó là điểm 10 môn toán. Thì điểm toán nè bằng 10. Đó. Rồi. Xong. Rồi các bạn kiểm tra lại chúng ta thấy. Đây. Anh này được điểm 10 môn toán. Nhìn đây điểm 10 môn toán này, điểm 10 môn toán. Đó. Như vậy. Rồi ở đây mình sẽ nói với các bạn thêm một cái cách làm khi chúng ta gặp một cái dạng câu hỏi như thế này. Có nghĩa là khi các bạn gặp cái dạng này, cái dạng điều kiện này nè, tức là nó có một cái điều kiện mà nó ghi là tập hợp những cái cột, những cái ô nào đó mà nó không dưới một cái giá trị nào đó, hoặc là không trên một cái giá trị nào đó, thì các bạn có thể viết lại. Rồi vậy chúng ta phân tích. Giả sử như ở đây học sinh được khen thưởng nếu như không có môn nào dưới 8, thì nó sẽ tương đương với cái câu này nè các bạn. Đó là cái điểm nhỏ nhất của cái môn này, của ba môn này lớn hơn bằng 8. Điểm nhỏ nhất của ba môn này lớn hơn bằng 8. Đó. Đúng không các bạn? Hai cái câu đó là tương đương. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái điểm nhỏ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm min. Đó. Có nghĩa là min của ba cái điểm này lớn hơn 8, thì nó đồng nghĩa với từng cái thành phần này lớn hơn 8. Thực ra như vậy ở đây cái điều kiện này chúng ta có thể viết lại. Ở đây mình sẽ copy thêm ha, để mình viết để các bạn so sánh. Rồi, cái điều kiện này nè chúng ta có thể viết. Thì chúng ta đã xác định rồi, điểm nhỏ nhất của ba anh này lớn hơn 8, có nghĩa là min của ba anh này sao? Lớn hơn hoặc bằng 8. Thì nó tương đương với cái hàm n của các bạn. Và giờ các bạn nhìn thấy nó rất là gọn, đúng không? Rất là dễ hiểu. Được chưa? Kết quả thì nó y hệt. Các bạn thấy đúng, y hệt, không có khác gì. Được chưa? Như vậy là chúng ta thấy khi mà cái điều kiện mà nó có là không có môn nào dưới hay dưới một giá trị nào đó thì chúng ta sử dụng min. Còn nếu như dĩ nhiên ngược lại, giả sử như người ta nói là không có nào trên cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng là mặt. Nhưng mà đó là những cái cách mà chúng ta viết cho nó cái công thức, và cái công thức này nó sẽ tối ưu hơn, tối ưu hơn công thức bên này. Tại sao tôi nói như vậy? Thì giờ giả sử các bạn thêm vô cột điểm đi, thêm vô cột điểm này. Đó, ví dụ như là điểm gì nữa, điểm anh văn gì đó chẳng hạn. Đó. Thì giờ các bạn công thức bên đây là phải sửa lại nè, phải thêm vô nè. Phải sửa lại công thức này, nhưng mà công thức bên đây các bạn
nó bao hàm luôn rồi, nó đúng luôn rồi. Tại vì chúng ta nó quét cái vùng này rồi, giờ các bạn thêm vô thì nó đã bao hàm trong đây rồi. Thấy chưa mà, nó rất là tổng quát. Và nó có dễ hiểu, cho dù anh thêm vô bao nhiêu cột thì cái cấu trúc của tôi nó vẫn gọn ghẽ như thế này. Ví dụ như công thức bên đây các bạn thêm vô đến 5-7 cột nữa là nhìn công thức là gói luôn. Rồi, thì trong video này chúng ta tìm hiểu về ba cái hàm AND, OR và NOT. Video của chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.